Đây các bạn, đây là sáng thứ hai của hai mẹ con đây. Con mắm mới cho thay đồ. Bữa nay là có bận quần bận quần riêng. Đó. Họ có cho mình chọn luôn các bạn ơi, đây. Đây thì cái giường ngủ của mẹ vậy đó. Mấy cái này nè. Thì họ có nhiều màu cho mình chọn chứ không phải là chỉ có một. Hoặc là bận đồ ngủ giống vậy đó, Marie thì thích bận đồ đó hơn. Cái đồ này là nó cột đằng sau các bạn ơi, nó hở đằng sau á, nó lạnh quá. Nên thành ra bận đồ đó thì nó thoải mái đi đâu cũng được. Như vậy nó dễ ấm nè. Hai cơ trước hay giật cơ trước á? Lớn lên, lớn lên. Đó, vậy mới đúng khăn à chứ. Rồi, sáng sớm là nó làm giường của nó rồi, sạch sẽ rồi, xếp mền xếp khăn đồ này kia đó, là làm xong rồi bây giờ là đòi qua bên giường mẹ ngồi để mà dưới cái cho cái giường đẹp. Nóng. Cái này là cái ghế sofa các bạn, thì kéo ra nó giống như giường ngủ vậy nè. Nó cười có chút cái nó không sao các bạn ơi, nhưng mà nó ở đây để mà theo dõi thôi. Với lại nói chung là không có gì hết, chỉ có buổi tối các bạn ơi. Buổi tối là nó bị, nó kêu nó lạnh, nhưng mà bên ngoài người mình của nó thì nó nóng như gì luôn, thì nó kêu nó lạnh, người thì nó run các bạn ơi. Cái này là ghế lắc lắc của nó. Cục trà của mẹ nó sẽ để đẩy vậy đó, đẩy nó gần hơn cho nó. Cái dây đó nó không có được, chút xíu nữa nó cũng phải đi bác sĩ. Bác sĩ coi đó, ngồi đi. Nói chung á là cũng không có gì nặng các bạn ơi, không có gì nặng lắm, cũng không có mệt không gì nhiều. Chỉ có điều là khi mà buổi tối là nó vậy thôi à, nó nóng quá với lại nó rung thôi à, nên thành ra ở lại. Hôm qua thì họ kêu là ở lại khoảng 24 tiếng để mà họ theo dõi thôi, nhưng mà tối qua thì nó lại bị giống như tối hôm kia tiếp, nên thành ra mới nghĩ chắc là phải ở lại thêm để mà họ theo dõi thêm một cái một đêm nữa coi nó có thay đổi không. Nên nghĩ là vậy nên tạm thời là vẫn ở đây. Đó, cái tivi của nó bên này thì cái tivi cho mình. Mình sẽ làm video cập nhật nói chuyện với các bạn xíu đó. Thật ra mình trong này cũng hơi buồn chút xíu, thì cũng tại do dịch các bạn, nên thật ra họ không có cho người thăm, không cho người gì hết. Còn nếu mà mình muốn đổi người chăm sóc nó thì vẫn được, nhưng mà để mà đi thăm thì không được, nhưng mà chăm sóc nó thì không có thể là chăm sóc giống như là 2 3 tiếng hay 4 5 tiếng đâu. Nếu mà mình muốn đổi là cái người đó phải ở lại trong bệnh viện là đúng 24 tiếng thì mới được đổi người khác, không cho thăm không cho gì hết, thậm chí đi ra đi vô rất là khó luôn, nhất là cái phòng của trẻ em các bạn ơi. Đi ra là có người đứng ở ngay đó, là cái đó là gần như là bình thường. Hồi chút nó đi xe nào cũng tham thì cũng vậy, nhưng mà vấn đề là ở dưới á, ở dưới ngay cửa đi ra đi vô á, từ ngoài á là muốn đi ra đi vô nó rất là khó luôn, họ check kỹ lắm. Rồi thôi, sáng nay thì tại đây rồi nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì mới chuẩn bị để mà đưa nó đi bác sĩ check ở dưới. Ai cả ở ngoài đây. Mary không có đồ các bạn ơi. Đồ ông xã của Mary đem cho Mary toàn đồ ngủ của mình, nên thành ra Mary đi một vòng ở trong này cũng đồ ngủ thôi, cũng không có đi ra ngoài được, không có đi lại được. Tối qua mới thèm ớt quá các bạn ơi. Chịu không nổi buổi tối rồi đó. Bắt đầu bắt ông xã mới đem qua nè. Đem một trái xoài cho thêm mì, cho mẹ mì với lại dưa leo. Đó.
Này là ớt của Mary này. Các bạn ngồi chịu không nổi thèm ớt các bạn. Mỗi ngày là lúc nào Mary cũng ăn ớt hết các bạn biết đó. Nói chung là ăn cơm hay là ăn chua hoặc là ăn ăn cái gì cũng được, không bao giờ thiếu các bạn ơi. Mà hôm qua không ăn ớt trời ơi, chịu không nổi nên thành ra bắt ông già đi đem ớt vô. Không làm gì đó. Hôm qua thì nó dễ hơn cho mắm các bạn. Đợi hôm nay thì khó hơn đâu, cho cô chú cái kéo áo lên kìa. Nghĩa là khi mà nước nó không có vô được á, nó kêu píp 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 hoài. Mà tất nhiên là nó mỏi nên thành ra nhất là lúc ngủ bữa nay là họ để cái miếng này nè. Là, nghĩa là nó không có thể nào mà nhúc nhích cái tay của nó không có cái gì đó bend over được á. Nên thành ra nó sẽ nước nó sẽ không có bị nghẹt nữa, nó sẽ vô thẳng không có kêu píp píp nữa. Thì bữa nay nó khó hơn, hôm qua thì nó dễ hơn là họ không có để cái miếng đó. Thôi các bạn ơi, mình nói chuyện với các bạn tại đây thôi nhá. Coi một hồi nữa có gì mới mình sẽ nói chuyện với các bạn tiếp. Hoặc là một hồi coi coi có đồ ăn trưa cái gì, hôm qua có đồ ăn thịt bò trời ơi nó thích lắm luôn. Nó hỏi mẹ ngày mai con ăn cái này tiếp được không? Hoặc ăn thịt bò hầm nhưng mà chỉ có ăn với ketchup thôi. Ngon hả? Ngon. Đây thì là đang đợi để mà đi chụp hình X-ray. Đây con mắm đây, bây giờ là giờ ăn trưa các bạn. Thì bác sĩ mới về check là con mắm nó bị sốt cao nữa. Sốt cao nữa. Đây bữa nay thì để coi coi bữa trưa là có gì nhá. Thế nào qua đây coi nữa. Đây có sữa nè. Cái này là cam. Cái này cũng là cam luôn. Thì chắc là họ đem hai phần cho mẹ mày ăn. Đây là chocolate. Chắc là thân à, hôm qua Thiên là ăn nhiều á, giỏi lắm. Ok. Cái này là chắc là súp nè. Đây, súp các bạn. Đây, bữa ăn chính đây. Mac and cheese, Thiên à. Nó không thèm ăn các bạn ơi. Rồi, bình thường là nó thích món này lắm các bạn ơi. Súp nè. Đây, sau giờ trưa đây. Cha nào nãy bị sốt nên thành ra mới vừa uống thuốc. Uống thuốc xong mà không có ngủ. Đó, baby nó kìa. Mày mới vừa mua cho nó chơi nó vui lắm các bạn ơi. Bây giờ đang đổ mồ hôi rất là nhiều luôn các bạn tại uống thuốc xong á. Bây giờ thì dễ. Tô màu chứ không phải dễ. Ai coi đi. Also gonna get Play-Doh, but I wanted coloring You can have instead. both, actually. Yes. I didn't know that. It's okay, maybe next time. Do I get to keep this? Yes. And I bring it home for Tammy and me. Okay. And Tammy will be happy because I got other glue. That dries more fast. Wait, is that glitter? Yeah. I love glitter. I don't know, I'm not sure. This glitter right there. Glitter? Yeah. Maybe. A glitter stuff. In a rope. I'm so happy that I got coloring stuff because then I got other things. I like it here because they got me stuff. Hai mẹ con không có ngủ.
lucky. Cho con mắm chơi xíu, chắc là mình sẽ ngủ một giấc, tại buổi tối không ngủ được các bạn ơi. Cái này dễ, trời ơi đẹp quá vậy, giỏi quá. This one's Ariel. Bây giờ là chiếm luôn giường của mami rồi, giường của nó nè, sáng sớm thức là làm đẹp, xếp đồ xếp mình gì hết, nhảy qua giường mẹ. Các bạn ơi, thật sự ở trong này chỉ có ăn ngủ thôi, chỉ có đợi giờ ăn thôi á. Bữa nay chị nằm ở cái mở có chú cái có gì nè. I have ketchup. Có ketchup, nó mê ketchup lắm nè. Có cà rốt nè. Cái này thì mới chưa có coi cái giấy, nhưng mà mới nghĩ là thịt gà à, thịt gà. Con thích. Con thích. Rồi, ở lại coi. Đây à, đúng rồi. Chicken. Chicken, chicken, chicken. Chicken, chicken, chicken. No. No, no, no. Is it cooked? Give me chicken. Rồi bây giờ chị lại ăn ha. Yeah. Ai, họ đậy nắp bằng cái này nè, nó ấm, nó giữ ấm lâu các bạn. Tại họ còn đem đồ ăn từng phòng, đâu phải chỉ có một mình đâu. I'm good to you. Talking to them. Okay, con muốn cái gì? Con muốn cô chú coi cái gì? Đây, nó muốn show cô chú cái gì nè, đang ăn french fry. Nè, đẹp quá. Thấy rồi, cô chú thấy rồi. Thấy rồi. Thấy rồi. Không có thấy con.